Cô Phượng xin chào các em. Chào mừng các em đến với tiết học mỹ thuật hôm nay. Và hôm nay chúng ta học tiết tiếp theo là tiết gì? Đố một bạn biết nè. Hôm nay chúng ta học tiếp theo là tiết gì vậy con? Cô mời Tiểu Băng. Hôm nay chúng ta học gì vậy Tiểu Băng? Tiết này chúng ta sẽ học tiếp tục cái chủ đề số 3, chữ trang trí trong đời sống. Và hôm trước là chúng ta đã học 2 tiết rồi, bữa nay mình sẽ học tiết thứ 3 là ứng dụng chữ trang trí trong đời sống nha. Giờ các bạn cùng cô sẽ quan sát một số hình. Các bạn hãy nói cho cô xem là cái chữ này được ứng dụng trang trí vô cái sản phẩm gì đó. Cô mời một bạn lớp mình nào. Cô mời Trâm Anh. Dạ thưa cô, chữ trên được trang trí vào bảng hiệu cửa hàng. Giỏi quá, cửa hàng gì đó con biết không? Fashion là cửa hàng gì? Trang điểm. Trang điểm tóc tay cắt đó tóc. Giỏi. Rồi bây giờ tiếp theo, cô mời một bạn coi. Đây là sản phẩm để làm quảng cáo gì đây Quốc Bảo? Hình số 2 Quốc Bảo. Thành Công. Mời con trả lời. Hình số 2 là người ta ứng dụng chữ trang trí vô quảng cáo gì đó con? Nhật Chocobai. Chocobai là hiệu gì vậy? Hiệu của một nhãn hàng bánh Chocobai rất nổi tiếng. Đúng không? Chữ rất ấn tượng, khi nhìn thấy chữ là mình tưởng tượng ra bánh rồi. Bây giờ tiếp theo, một cái bảng quảng cáo, một cái chữ được ứng dụng trong trang trí nữa. Đây là chữ trang trí ứng dụng trong cái phần nào đây? Mời bạn Danh. Em được không? Mời bạn Xuân Phong. Cô mời em con. Cô. Cô mời con. Cô, là trong sách giáo khoa. Trong sách, trong truyện. Cảm ơn con. Bây giờ những cái chữ mà mình đã học tạo mẫu chữ trang trí và mình đã biết ứng dụng chữ trang trí trong cái làm báo tường rồi. Và hôm nay mình sẽ ứng dụng cái chữ này, mình đem vào mình làm một nhà thiết kế design, mình thiết kế luôn cái bảng quảng cáo luôn. Mình có thể từ hôm nay mình học xong á, bây giờ ai kêu mình thiết kế bảng quảng cáo cửa hàng, quán ăn hay là tiệm uống tóc hay là làm một quảng cáo gì đó, mình có thể làm một nhà design được rồi đó các bạn. Bây giờ chúng ta hãy nghiên cứu làm sao để chúng ta làm được, thì chúng ta sẽ bắt đầu tiết học này ha. Các bạn lấy tập ra, các bạn ghi bài. Tiết 11, chủ đề 3, chữ trang trí trong đời sống. Tiết 3, ứng dụng chữ trang trí trong đời sống. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào tìm hiểu. Chúng ta cùng quan sát lại một số hình, nhắc lại xem cái hình này quảng cáo gì đây. Cô mời một bạn nào. Cô mời bạn Minh Đạo. Thành Đạt. Đạt trả lời coi quảng cáo cô, gì. Cô, cửa hàng đó quảng cáo cho trà sữa. Đúng rồi. Thấy không? Quảng cáo nào là trà sữa, nào là thời trang trẻ em, nào là tiệm tóc. Chúng ta vừa xem những cái hình. Bây giờ chúng ta sẽ xem thêm. Đây là quảng cáo gì nữa đây? Cô mời một bạn khác nha. Cô mời bạn Độ. Dạ thưa cô, là cà phê mọc. Giỏi quá. Tiếp theo đi Độ, coi hình này nữa. Quảng cáo gì đây Độ? Dạ là bánh chocobai. Tuyệt vời. Tiếp theo. Nước Coca-Cola. Giỏi quá. Ngoài ra chúng ta còn có thể trang trí những cái quyển sổ tay, rồi những cái bìa tập san hôm trước cô hướng dẫn các bạn đó, rồi trên đầu áo tường các bạn cũng ứng dụng ngoài cuộc sống luôn. Và đặc biệt là các bạn có thể là thiết kế, các bạn nếu bạn có viết sách thì các bạn có thể làm bìa sách được luôn. Và cái bìa sách này quan trọng là các bạn ghi nhớ, các bạn học để mai mốt chúng ta lên lớp 8 chúng ta có ứng dụng á. Bây giờ sau khi các bạn đã quan sát những chữ cô đã cho các bạn xem rồi, các em có nhận xét gì về kiểu dáng chữ trang trí ứng dụng trong từng loại hình? Và câu hỏi này cô cũng đã đặt trên phần Padlet rồi. Các bạn vào Padlet các bạn trả lời để lấy điểm, và bây giờ chúng ta sẽ trả lời trực tiếp trên đây luôn cũng được nha. Cô mời bà. Dạ cô. Dạ cô. Em có nhận xét về kiểu dáng chữ trang trí ứng dụng trong từng loại hình là chữ trang trí có nhiều kiểu dáng đa dạng, phong phú, phù hợp với từng nội dung, yêu cầu, đối tượng cần trình bày.
bìa sách, tiêu đề bài báo, thơ, văn, nhãn mác, sản phẩm, quảng cáo, bưu tiếp, bì lịch. Giỏi, quá tuyệt vời. Đó là nội dung của ghi nhớ sách giáo khoa trang 25 luôn. Trang 27 chứ. Ha. Các bạn ghi chữ ghi nhớ sách giáo khoa trang 27, còn phần nội dung các bạn tự lần sách ra xem. Rồi bây giờ chúng ta bước qua phần số 2 nhỏ thực hành. Giờ trước khi thực hành thì cô muốn các bạn nêu cho cô lại. Trước khi thực hành các bạn thấy là cô yêu cầu các em sẽ trả lời cho cô là để thực hiện tốt một sản phẩm quảng cáo thì chúng ta cần thực hiện như thế nào? Cô. Rồi cô mời con. Dạ cô. Để thực hiện tốt làm một sản phẩm quảng cáo chúng ta cần thực hiện như sau. Lựa chọn nội dung, chủ đề, khuôn khổ, kích thước, phát bố cục chữ hình, phát chữ hình, vẽ chi tiết chữ hình, vẽ màu theo ý. Quá giỏi, có theo dõi bài. Đúng không? Cô không lặp lại nữa. Đầu tiên, như tờ giấy A4 cô lựa chọn kích cỡ xong. Nhớ, cô nhắc nè. Cô nhắc cái này cho bạn lưu ý nè. Nếu giả sử bây giờ mình lấy mình làm một cái bảng quảng cáo cà phê đi, cô muốn các bạn lấy cái miếng gỗ nào nhà, miếng gỗ miếng củi nào nhà có miếng phẳng phẳng nè. Cái mình lấy ra mình thấy cái miếng gỗ đó nhiều, tùy theo cái kích thước của miếng gỗ đó mình thấy nó chỗ nào mà nó rườm rà thì mình có thể cưa bớt ra. Cái mình coi chiều dài nó nhiều, mình biết cái bố cục nó rồi, cái mình sẽ lựa chọn nội dung gì mình ghi vô cái bảng quảng cáo đó. Mình ví dụ quán cà phê mọc hồi nãy người ta làm trên miếng gỗ, thấy chưa? À bây giờ mình sẽ xem cái chữ, kích cỡ chữ nằm trên cái bảng quảng cáo đó bao nhiêu, mình phát bố cục trước. Phát bố cục và mình nhớ mình chọn nội dung chữ nó phù hợp với cái bảng hiệu của mình và với kích cỡ chữ mình luôn. Phát bố cục chữ hình tên. Có thể là có khi người ta giới thiệu cái địa chỉ quán luôn trên cái bảng hiệu luôn cũng có các bạn. Bây giờ các bạn nhìn đây, ở đây cô cho các bạn xem cái phần phát bố cục nè. Đó, các bạn phát bố cục chữ ở chỗ nào, đặt ở vị trí nào, và nhớ cái này là bài trang trí cho nên là các bạn dùng thước các bạn kẻ nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ xác định hình chỗ nào, thấy chưa, xác định hình chữ chỗ nào, sau đó các bạn bắt đầu các bạn vẽ chữ, viết chữ, vẽ hình vào, giống như bạn Kỳ Anh vừa nói rất là tuyệt vời. Sau khi chúng ta viết chữ kẻ hình xong rồi chúng ta mới vẽ màu, và các bạn lưu ý vẽ màu làm sao cho nổi bật lên nha. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Canh rất là nhiều nha. Bạn Canh có theo dõi bài. Và cô mong rằng ai cũng như vậy hết nha. Bây giờ sau khi chúng ta làm xong quảng cáo, và lưu ý cô nhắc nè, bây giờ chúng ta qua cái phần thực hành. Các bạn ghi đi nè. Làm một sản phẩm quảng cáo, tự chọn chất liệu, tự chọn theo ý thích luôn. Bây giờ cô sẽ lưu ý các bạn tìm cái ý tưởng ứng dụng chữ ứng trí về sản phẩm. Các bạn được quyền ứng dụng chữ vào sản phẩm quảng cáo bất kỳ các bạn tùy thích. Và lưu ý một điều, chúng ta để cho các bạn quảng cáo nó hay thì các bạn kết hợp hình vào trong bảng quảng cáo ha, để cho cái nổi bật cái phần sản phẩm của mình lên. Và khuyến khích các bạn có thể sử dụng những hạt cườm, nút áo mà mình bỏ đi á, như rồi những cái loại dây thừng ra hay những cái gì vật dụng gì mình nó nhầm, có thể mình không có vẽ vào mình uống thành chữ luôn. Có những cái dây thừng các bạn ghi chữ quán cà phê hay là trà sữa hay là fashion gì, các bạn lấy cái dây thừng đó các bạn uống vào, các bạn làm chữ luôn vẫn được. Giờ chúng ta bắt đầu thực hành nha. Trước khi thực hành cô cùng các bạn sẽ xem thêm, cô gợi ý cho các bạn xem một số mẫu chữ để các bạn suy nghĩ thêm về cái sản phẩm của mình. À, kết hợp hình chữ nha. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực hành đi nào. Rồi các bạn lưu ý nè, sau khi các bạn thực hiện xong các bạn vào cái trang Blacklist cô cho. Rồi kiếm ngay cái cột của mình, sản phẩm của lớp mình đây, sản phẩm của lớp 71 đây. Nha, cô nhắc lại cách nộp nữa, các bạn đánh vô dấu cộng, các bạn ghi họ tên của mình. Nha. Ghi họ tên của mình xong mình ghi lớp. Sau đó các bạn giới thiệu thêm một cái gì trên đây. Giới thiệu về sản phẩm của mình quảng cáo cái gì đó mình giới thiệu, sau đó mình up hình mình lên. Ở đây up hình lên thì các bạn được quyền up hình nào mà mình vẽ rồi, hồi nãy mình có vẽ đó. Như ở đây cô ví dụ minh họa đi, cô up hình một sản phẩm nào chẳng hạn. Như cô up hình chẳng hạn về đi. Cô đang minh họa thôi nha. Đó, cô chỉ up hình. Các bạn nộp lên hơn, cái xong cái bắt đầu các bạn bấm chữ public. Là nó sẽ ra cái hình liền. Thấy chưa?
Đó. Dù lỡ mình có làm sai, mình ví dụ vậy nè, cô chỉ cho, lỡ mình có làm đổi sai đi, cô chỉ cho, ví dụ bên đây cô một trang nè, cô muốn chỉnh sửa thì chính chủ làm thì chính nữ nó mới sửa, các bạn bấm vô cái chỉnh sửa bài đăng. Dù bài này cô nãy cô gửi bài này nè, cái bài này mình gửi nó bị lỗi rồi, các bạn gỡ bỏ. Rồi các bạn ghi giới thiệu lại hay là ghi cái gì lại, rồi sau đó con úp hình khác lên. Ví dụ mình sẽ úp một cái hình khác lên, ví dụ mình thấy là cái hình mình á nó chưa hài lòng chỗ nào mình úp hình khác lên vẫn được nha. Rồi mình đợi nó chạy một chút rồi bắt đầu mình bấm chữ cập nhật. Sửa thì nó không phải bóp clip nữa, mà sau khi sửa xong nó sẽ có cái chữ cập nhật, rồi các bạn cập nhật vào. Đó là hai hình thức cô đã hướng dẫn các bạn rồi. Ai có quên thì nhớ xem lại cái video này để các bạn nhớ, các bạn biết cách làm nha. Bây giờ cô lưu lại cái phần mà cô hướng dẫn các bạn vô phần Lightroom nộp lại nha. Giờ thôi nãy giờ cô không có ghi lại, bây giờ cô sẽ ghi lại cho các bạn nhớ nè. Các bạn vào cái bảng tin, các bạn sẽ xem được cái tin nhắn, rồi vào cái bài tập lớp. Các bạn vào cái bài tập và lưu ý nhớ giùm cô là ở đây cô có gửi tài liệu và bài tập trên đây hết luôn. Bây giờ giả sử mình xem tài liệu á thì mình bấm vô tài liệu nè, cô gửi cái gì trên đây, à cô có gửi gì mình sẽ bấm vô đây mình coi được. Cô Phượng xin chào các em, rất vui khi được tất cả những bài giảng cô gửi lên đây, các bạn nhìn thấy không, là có những câu hỏi, rồi sau đó cái mình mới qua cái phần bài tập. Bài tập à, mình sẽ giao, mình coi bài tập nè, bài tập tuần 11 cô giao mình gì. À, mình nghe giảng xong rồi cái bắt đầu mình xem bài tập. À, cô giao mình gì đây, các em hãy làm một sản phẩm quảng cáo. Mình giảng bài xong cái bấm vô chữ thêm nhà tạo. Thì ở chỗ tài liệu này nè, là nếu có các bạn có câu hỏi lý thuyết thì các bạn bấm vô đây, các bạn trả lời lý thuyết thẳng trên Google tài liệu luôn. Còn nếu mà bạn nào mà viết ra giấy trả lời thì giống như gửi ảnh không ha, gửi ảnh thì các bạn bấm vô chữ tệp. Sau khi bấm vô chữ tệp xong thì các bạn sẽ vô cái thư viện ảnh của mình bằng cách browse. Ví dụ cô vô cái thư viện ảnh của cô đi ha, cô vô thư viện ảnh, cô kiếm một cái thư mục hồi nãy cô gửi, cô để đâu đúng không, cô để đâu thì cô sẽ kiếm cái thư ảnh đó. Nhiều cô kiếm cái ảnh này thì cô bấm vô đây chẳng hạn, là sau đó cô bấm xong, cô chọn xong cái bắt đầu cô đợi cho nó chạy lên, nhìn thấy ha. Rồi sau đó cô bấm chữ nộp bài, sau đó nó hiện lên cái bảng này nè các bạn. Nếu mà điện thoại mình nhỏ quá là cái chữ nộp bài nó bị mất rồi, cái bảng tách tốc này nó bị điện thoại nó bị ngang, nó bị mất rồi. Các bạn quay ngang điện thoại lại thì cái chữ này nó sẽ quay ngang lại, các bạn thấy được cái chữ nộp bài, các bạn bấm vô chữ nộp bài đó. Mà nếu mà bài vẽ của mình mà có hai bài thì mình bấm vô đây lại, cái mình bấm vô chỗ này rồi mình đính thêm một bài nữa cũng vẫn được nha. Cái mình bấm vô rao đây mình kiếm cái tranh ảnh nữa, thì dụ hai ảnh chẳng hạn, ở đây hai ảnh chẳng hạn, đó đây nộp hai ảnh đó. Bây giờ lỡ mình nộp hai ảnh, lỡ hai ảnh thì không được thì mình cắt bớt ảnh chẳng hạn, giả sử đó. Rồi mình bấm chữ nộp bài ha, hiểu chưa? Rồi bây giờ đây là cô vừa hướng dẫn cách các bạn nộp bài, các bạn nộp bài đi nhé. Cô sẽ hướng dẫn các bạn chơi đồ chơi. Nhớ là mình sẽ vô ha, cô đợi sẽ đợi hết cả lớp vào, bắt đầu cô mới bắt đầu trò chơi. Còn các bạn nào đã vô rồi thì đợi chút xíu nha. Tại bữa nay bữa đầu là các bạn vô hơi chậm, cho nên là các bạn tự trải nghiệm. Rồi vô nhanh đi, trò chơi nha. Rồi các bạn sẵn sàng đi nha. Câu đầu tiên, câu đầu tiên là câu trả lời điền vào chỗ trống. Và câu này hồi nãy có ai có theo dõi bài là sẽ biết liền. Chữ trang trí có nhiều kiểu dáng ... phong phú, phải phù hợp với từng nội dung, yêu cầu đối tượng cần trình bày, bìa sách, tiêu đề, bài báo, thơ, văn, nhãn mác, sản phẩm, quảng cáo, mô típ, du lịch. Rồi bây giờ xem coi 23 bạn. Còn 35 giây nữa. Các bạn viết đúng cái từ là được rồi, đừng bị viết sai em tả. Và có hai từ nha. Cô viết không bằng ngập, đúng cô? Đúng rồi. Còn 19 giây đó, bấm chậm. Ai trả lời nhanh mà đúng là được điểm cao, ai trả lời đúng mà sao là được điểm thấp, mà ai trả lời sai thì không có điểm. Còn 7 giây.
Giờ mình nghe cái bùm là bắt đầu mình sẽ biết ai được đứng nhất trong câu hỏi này nè. Bùm, thấy không? Time up. Giờ mình xem coi ai đứng nhất nha. Wow, chúc mừng bạn Trương Ngọc Lan đứng nhất. Giờ chúng ta qua câu hỏi thứ hai, con có bị có lội ngược dòng không nha? Bây giờ câu hỏi thứ hai, ai trả lời bấm nhanh sẽ có điểm liền, sẽ đảo ngược dòng liền. Và nhớ câu hỏi thứ hai là câu hỏi trắc nghiệm, đọc cho thật kỹ nha. Câu hỏi trắc nghiệm thì thời gian chỉ có 30 giây thôi. Còn ba bạn hơi chậm tay. Bây giờ chúng ta sẽ coi ai lội ngược dòng chạy lên đứng đầu nha. Wow, chúc mừng bạn Nguyễn Bảo Kỳ Anh đứng thứ nhất. Bạn Bảo Kỳ Anh đã đứng đầu tiên lại rồi. Bây giờ Bảo Kỳ Anh đứng thứ nhất nè, Tiểu Băng đứng nhì và Trương Ngọc Lan đứng ba. Ba bạn này sẽ xứng đáng được điểm thưởng nha. Là cô sẽ tặng điểm. Và nhớ mai mốt là vô học là cô sẽ thưởng lại nha. Rồi còn những bạn tiếp theo, cô khuyến khích cô vẫn lấy điểm miệng 5 bạn tiếp theo nha. Rồi bữa sau là câu hỏi nó nhiều hơn thì cô sẽ thưởng khoảng 5 người đến 10 người. Rồi cảm ơn các bạn tham gia. Giờ chúng ta sẽ qua cái phần hướng dẫn học ở nhà nha. Mỗi bạn sẽ nhắn trên cửa sổ của Padlet, trên cái chỗ mà bình luận á, các bạn sẽ nhận xét bài của bạn mình cái bên tuần 11 nha. Mỗi bạn sẽ nhận xét một bài, chọn bài nào cũng được. Rồi nhận xét sự sáng tạo trong cách trình bày trang trí với cột hình chữ, rồi sự phù hợp của chữ với sản phẩm và màu sắc. Chọn một bài nhận xét và ai cũng phải nộp bài trên đó của tuần 11. Còn truy lại tuần 9 với tuần 10 á, tuần 9 thì các bạn nhận xét về kiểu chữ, màu sắc. Tuần 10 thì các bạn nhận xét về kiểu chữ, hình ảnh, minh họa, báo tường nó có phù hợp hay không. Để tiết sau chúng ta sẽ làm cái gì? Mời một bạn đọc cái yêu cầu giùm cô. Mời bạn Tiểu Văn tiết sau chúng ta làm gì nè Tiểu Văn? Thưa cô, tiết sau chúng ta sẽ tiết 12 chủ đề 3 chữ trang trí trong đời sống, 4 tiết trưng bày và giới thiệu sản phẩm. À, vậy tiết sau để cho cái tiết trưng bày sản phẩm nó tốt thì cô mong rằng tiết 9, tiết 10, tiết 11 các bạn nộp hết trên sản phẩm nó hết. Trước khi vào lớp học là các bạn đã có sản phẩm rồi, tiết sau chúng ta cùng nhau thưởng thức tranh các bạn mình thôi. Nha, chúc các bạn làm bài thật là tốt. Cô mong rằng các bạn phải làm bài đầy đủ để cho tiết sau chúng ta có một cái tiết trưng bày thật hấp dẫn. Các bạn có đồng ý với cô không? Nếu đồng ý bấm số 10 cho cô nè. Đồng ý bấm nói dạ giùm cô đi nào. Rồi giỏi quá, bây giờ nhớ nha. Rồi tiết học chúng ta kết thúc hôm nay cô. Cô tuyên dương các bạn có tinh thần phát biểu. Mà có một cái là bài vở mình phải tranh thủ học nhanh hơn chút nha. Chào các bạn.